Lúc này cây hoa rực rực mới được thò mặt ra khỏi cái vòm ni lông. Xin chào các bạn. Sau nhiều ngày thời tiết âm u, mưa lồm ẩm, lúc này cây hoa rực rực mới được thò mặt ra khỏi cái vòm ni lông. Đây mình đang bỏ cái vòm ni lông ở phía trên này ra để cho nó hấp thụ được ánh sáng. Hôm nay thì phát hiện cây nó đã chịt vòm rồi. Đây nó đã chịt vòm như này rồi các bạn này. Hôm nay thì mình sẽ phải đi xử lý cái cây này để cho nó thấp xuống. Đây, dùng cái kéo này các bạn này. Không có chăm sóc bón gì mà nó lên tốt khiếp người các bạn. Đây, cây nó mọc rất là dày. Đây là thực dược ngoại của mình, loại hoa to. Lúc này thì mình sẽ phải xử lý hết các bạn. Để nó chịt vòm thì nó sẽ không tốt. Nếu mà mình để nó tốt thì khi lắng lên, nhiệt độ nó tăng, cái lá này, cái ngọn này nó chịt vào cái mặt ni lông là nó sẽ bị cháy. Hai nữa là khi mà có gặp dông, mưa dông đấy, thì là nó sẽ bị đổ ngả nghiêng. Cái chỗ đoạn nó mọc ra là nhiều khi nó sẽ bị bong ra do dông, mưa gió nó sẽ làm đổ gãy. Hôm nay thì mình sẽ cắt toàn bộ nó đi các bạn. Mình sẽ cắt đi đòn như rau muống các bạn. Thời tiết mát, cây nó phát triển mỗi một ngày một khác. Mình cắt đi thì mình chỉ để một cặp lá ở dưới thôi các bạn. Cắt hết đi, chỉ để một cặp ở dưới thôi. Lúc này mà để 2-3 cặp lá thì sau này mình cứ cắt đi cắt lại nó sẽ cao. Để cái cặp lá ở dưới, cái lá mà nó vẫn còn đẹp nhé các bạn nhé. Cặp lá ở dưới mà nó bị hỏng rồi, nó ung rồi thì mình sẽ lâng lên, mình lấy cái cặp lá ở phía trên bỏ hết đi chứ không để được các bạn. Khi mà bị mưa gió mà nó không may nó bật cái vòm này ra, nó sẽ đổ gãy như này các bạn này, đổ gãy như này và nó sẽ làm hỏng hết. Cây rất là lon. Và khi mình có để tốt như này mà cây nó mọc dày như này thì nó sẽ bị ung các bạn. Nó bị ung mà nó sẽ bị cái bệnh này, khô vằn thối lá. Mình cắt càng sớm càng tốt. Cái lâu lâu thì mình lại cắt một lần. Thời tiết lúc này nó mát thì nó phát triển nhanh thôi. Thời gian nữa nó nóng thì cây nó sẽ phát triển chậm lại. Cắt hết toàn bộ giống nội giống ngoại. Như lúc này cứ tốt như thế này là mình sẽ cắt hết các bạn. Cắt hết và tỉa bớt mầm. Đây bữa trước thì mình cũng chưa tỉa được, nó nên hơi bị nhiều. Trời hôm nay thì có hẳn lên một chút rồi. Nắng thì chưa có lắng, nhưng mà mây vẫn nhiều lắm các bạn. Có nguy cơ là mưa rào. Cắt dọn hết đi, không những cái lá dưới này này, cái độ ẩm không khí nó cao là nó sẽ bị ung các bạn. Do nó dày quá, nó không có ánh sáng là nó sẽ bị ung, nó thối lá. Thì cắt xong thì mình nhặt hết những cái ngọn mình cắt này, mình vứt ra ngoài, không nên để ở trong cái luống này các bạn. Thì trong suốt cái mùa hè, mấy tháng hè là chúng ta còn phải cắt đi cắt lại rất là nhiều lần để cái cuống này nó nhô cao lên thì xong nó sẽ vướng các bạn. Cắt làm sao mình cắt là cái vết cắt này sẽ sát ở cái cặp lá các bạn. Cái đầu vết cắt này nó phải sát ở cái cặp lá. Cái thời gian mùa hè là chúng ta cần phải cắt đi cắt lại nhiều lần. Nếu mà không cắt ngay để mấy hôm nữa thôi là những cái lá gốc này nó sẽ thối hết các bạn, do cái độ ẩm không khí nó cao, do cái độ ẩm trong không khí nó cao. Đất ở dưới này thì mình không có tưới gì đâu, nhưng nó cũng rất là ẩm các bạn. Cắt hết đi.
cây là rất là tốt đấy. Đấy, khi mình cắt như thế này thì nó lại mọc lên một lượt mầm mới rồi. Sau này mầm nó phát triển thì nó sẽ chậm hơn, nó không mạnh bằng cái lần đầu. Cái lần đầu mà mình trồng mà nó mọc lên những cái mầm như này là nó được hưởng cái dinh dưỡng ở trong củ. Khi nó tốt thế này thì cái lượng dinh dưỡng ở trong củ nó cũng tiêu hao đi rất là nhiều rồi. Nên là khi cái mầm sau nó phát triển lên thì nó sẽ chậm hơn. Chứ nó cứ phát triển nhanh như này thì cứ khoảng độ 10 ngày lại cắt một lần thì mình phải cắt đi cắt lại rất là nhiều. Rất là non các bạn. Xào tỏi ăn tuyệt vời đấy. Thực dược này ăn được hết các phần ở trên cây mà các bạn. Hoa thì làm trà, củ thì ăn được. Cây này cũng ăn được, nói chung là nó không có độc tố. Mexico xưa người ta vẫn dùng để người ta làm thực phẩm. Nguồn gốc hoa thực dược xuất xứ từ Mexico. Đến bây giờ người ta vẫn dùng vào những hội nhóm của Mexico. Hội hoa thực dược của Mexico người ta vẫn có những cái bài chia sẻ cách chế biến cái củ hoa thực dược làm những cái món ăn. Nó không có độc tố gì các bạn. Hoa thực dược thì sấy khô làm trà, uống bổ máu. Vẫn tốt đẹp trời các bạn. Đây là dược dược biến này, điều viền đấy các bạn, cũng tốt. Cũng sẽ cắt hết các bạn, nội ngoại mình sẽ cắt hết. Bạn nào muốn sưu tầm giống hoa thực dược nội ngoại ở nhà vườn nhà mình thì cứ nhắn vào cái số điện thoại mình ghi ở video. Củ lúc nào cũng được tươi các bạn. Khi mình cắt như này thì ai mua thì mình lại đào cái củ lên, mình lại xuất đi, lúc nào cũng được tươi. Vì mình đã trồng lại rồi, không phải là củ mình bảo quản khô. Bây giờ cần phải lắng lên mấy ngày thì cái độ ẩm trong không khí nó mới không còn cao nữa gì, nó mới đỡ bị thối cây các bạn. Trời lại muốn mưa rồi, nó gọi là chỉ bừng sáng lên thôi, màn mây nó vẫn che kín các bạn. Độ ẩm trong không khí rất là cao. Chắc bạn tuần sau thì mới hẳn lắng lên được các bạn. Ông đi chơi cho 6-7 ngày nay mưa dầm. Đấy. Lúc này khi mình cắt như này thì có củ nào nó thối thế này thì mình loại bỏ đi. Đây của mình không thấy củ nào thối các bạn. Khi đào lên cái là mấy hôm sau mình trồng ngay, toàn bộ củ không còn tươi. Năm nay thời tiết thì nó khác với năm ngoái. Năm ngoái tầm giờ này nắng vỡ đầu rồi các bạn. Không cắt gì thì nó sẽ ung hết đấy. Mấy hôm nữa mà cứ âm u như này là ung hết đấy. Khi mà cái bệnh thối lá này nó tấn công vào thì nhanh lắm. Toàn bộ lá gốc nó thối hết, thối cả thân chứ không phải là thối lá. Mình sẽ xử lý hết trong ngày hôm nay. Những cái luống nào mà cây tốt thì mình sẽ xử lý hết. Ở trong này không có nước đâu nhưng mà cây lúc nào cũng ẩm lắm các bạn. Trong cái vòm ni lông này mình che nó không bị giọt nước không đâu. Nhưng mà cái hơi nước là trong không khí, những cái lá này nó rất là ẩm ướt. Lúc này nó không bị lấm phân trắng. Lúc này mà lấm phân trắng thì ủng hết các bạn. Thời điểm này thì cái lấm phân trắng nó cũng không phát triển mạnh. Thời gian trước ấy, nó phát triển mạnh. Lúc đó mà tốt như này mà gặp thời tiết như này thì chắc là toang hết. Thì nó lây cho thì trắng hết cả luống luôn. Nhưng mà thời điểm này cái bệnh lấm phân trắng này nó không phát triển mấy. Ở ngoài vườn của mình những cây hoa không che chắn ngoài trời nó cũng không phát triển mạnh mọi ngày.
Lần trước gió đông nam nó mạnh ấy. Nấm phân trắng nó phát triển rất là nhanh. Đây, rất là tốt, chịt vòm đây các bạn. Chỗ này lá đang có dấu hiệu bị ung ở đây. Trời nắng lên thì cái hiện tượng là ung lá, thối lá nó sẽ không xuất hiện. Khi mà thối lá này mà nó bị lặng là nó sẽ xối cả thân luôn. Trời này chắc sắp mưa rào rồi các bạn. Trời tối sầm rồi. Tranh thủ cắt nhanh cho nó xong. Chiều nay còn mấy cái luống lội đằng kia nữa, mình cũng phải cắt hết. Nó cũng tốt hết rồi. Năm nay nó nhuận là tháng 2. Nhưng mà thời tiết nó mát như này thì mình cũng lợi được một tháng là nó mát mẻ các bạn. Thế nếu mà thời tiết nó như mọi năm thì tầm giờ nắng ngang lắm rồi. Khi mà nắng là thực dược nó sẽ phát triển chậm đi. Và những cây hoa thực dược mình có muốn thu hoa vào cái giai đoạn muộn này, nó cũng không thu được nữa, hoa nó rất là xấu. Đây thì chỗ vườn hoa thực dược Lọ Lem nhà mình thì vẫn lở hoa, vẫn đang cắt hoa, vẫn đang khai thác hoa cắt cành. Mình cũng đốt tháng này rồi, tháng sau là mình sẽ bế mạc đào hết lên các bạn. Để lâu quá, mưa gió nhiều ngày nó không tốt cho cục. Cục nó già đi rồi mình trồng nó tái sinh nó sẽ kém hơn. Lúc trước mình đào củ nó chưa được già lắm, mình trồng nó phát triển mạnh hơn các bạn. Còn khi mà cái củ mà nó già, thân nó già rồi, mình mới đào lên mình trồng lại thì lại gặp cái thời tiết nắng nó sẽ phát triển kém hơn. Năm ngoái mình đào lên muộn hơn, tháng 4 mình mới đào. Tháng 4 âm lịch, khi cây nó lụi hết rồi mình mới đào lên. Trồng lại tỷ lệ nó sống thấp lắm, nó bị hỏng rất là nhiều. Cắt hết thì tí mình phải dọn hết cái ngọn này đi các bạn. Không nó rơi ra luống này cũng ảnh hưởng này. Và nó rơi rãnh này, nó cũng làm cho nước nó không thoát được. Nó sẽ không tốt cho cái luống hoa thực dược của mình. Khi nào rảnh thì lại cắt lại những cái đầu này. Cái đầu nó thò dài, nó rảnh thì cắt lại. Đây là vướng, chứ không thì mình mang máy cắt ra mình khua cho một lúc thì hết ngay các bạn. Nó vướng những cái vòm sắt này, mình cắt mà không may lưỡi máy nó băm vào cái vòm sắt này, bạch xác các bạn. Nó gãy lưỡi thì lại banh xác. Dùng tay, cái kéo dài mình cũng có nhưng mà một tay cầm điện thoại này không cắt được, phải dùng cái kéo này. Nếu mà không quay video thì mình dùng cái kéo dài mình cắt, thì hai tay mình cắt lúc thì hết rồi. Cắt kéo ngắn này nó lâu hơn. Đấy, lòn như rau muống. Làm ít về xào tỏi ăn xem có ngon không. Lần đầu này mình cắt càng thấp càng tốt các bạn ạ. Mà thấp phải giữ được cái cặp lá ở phía dưới để cho nó mọc mầm đi. Chứ lần đầu này mình hất cao lên thì mấy lần sau nữa mình lại hất cao dần nên càng ngày cây nó càng cao lên thì thằng này nó không lùn hóa được cái cây thực dược các bạn. Mùa này mình làm sao mình cho nó thấp thấp cho nó lùn thôi, khoảng độ 50cm trở lại thôi. Về mùa mưa gió nó còn chống chịu được các bạn.
Đấy, lại mưa rồi. Mưa rào rồi các bạn. Chưa cắt xong đã mưa rồi đấy. Cắt lốt đoạn này nữa này, mình lại che lại các bạn. Tưởng nó hẳng nắng lên thì mình vén nó ra nhưng mà lại không ổn rồi. Trời đang chuẩn bị mưa rào rồi. Thời tiết sẽ có, thời tiết hôm nay nó khác hôm qua, khả năng là sẽ có những đợt mưa rào. Sau cái đợt mưa rào này thì nó mới hết cái lồm ẩm, mưa nhỏ mưa phùn được. Còn nếu mà không có mưa rào thì nó cứ thế này thôi các bạn. Và phải mưa to, cái mây kia nó phải biến hết đi thì trời miền Bắc nó mới quang được. Lúc này các vùng Tây Bắc thì khả năng nó đã có nắng rồi. Như Đông Bắc này nó gần biển, cái lượng hơi nước ở biển nó đưa vào rất là nhiều, là trời nó âm u. Còn là các vùng Tây Bắc nó xa biển thì cái lượng hơi nước nó không tới, thì nó đã có nắng rồi. Trên đó thì nó đã có nắng rồi. Chứ còn ở vùng Đông Bắc này thì cứ thời tiết âm u thầy bu kinh mến này. Hôm nay nhuận 2 tháng nhưng mà khí hậu này không theo tự nhiên. Khí hậu vẫn cứ theo tháng nhuận. Thường mọi năm là cứ qua Thanh Minh, qua cái ngày Thanh Minh là trời nó sẽ nắng rất là to. Qua mùng 10 tháng 3, mùng 10 tháng 3 là nó sẽ nắng. Nhưng mà năm nay thì tháng 2 thì nó cũng là tháng 3 âm. Tháng 2 nhuận nhưng cũng là tháng 3. Nhưng mà thời tiết thì nó vẫn theo cái tháng nhuận các bạn. Cho nó hết cái đoạn này đi. Che đi rông lại. Bây giờ sẽ bỏ cái ngọn này đi để cho nó thoát nước các bạn. Đấy, non không các bạn này. Một cái rau rất là non. Video của mình đến lên hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.